Xin chào tất cả anh em. Đây là bản Phùng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Đây anh em nhiếp ảnh ra gọi là chậu bông nàng Phùng, nàng Phùng Thị. Còn quả trái tim kia thì gọi là trái tim nàng Phùng. Còn cái đây thì gọi là hương thần của nữ oa. Còn ở chỗ mây nó phủ phủ trắng ra giờ thì nốc thang lên rời, nhưng mà nốc thang lên rời thì bị gạt rồi. Đấy. Chỗ trắng trắng đến dưới trái tim ấy. Đấy có nốt thang lên rời 27 bật. 27 bật đến giờ nha. Đếm không sót một cái nào luôn nha. Đây. Ở tất cả dân ở dưới này là nhìn mình nhìn thấy nóc nhà dưới này là 68 nóc nhà nha anh em nha. Toàn dân tộc La Chi hết nha. 68 hộ đây toàn La Chi hết mà. Xã Bản Phùng này thì 98% là người La Chi. Cả xã thì hơn 2.000 khẩu thôi. Đây là một trong những khu ruộng bậc thang đẹp nhất Hà Giang nhé. Không phải nói như Hà Su Phi đâu mà đẹp nhất Hà Giang luôn, ruộng bậc thang Bản Phùng. Dưới này có hai thôn anh em ạ. Gọi Bản Phùng gọi là xã thôi, một số anh em không biết thì cái đây cứ bỏ Bản Phùng. Ở dưới này là thôn Na Léng xã Bản Phùng và thôn Pù Môn xã Bản Phùng anh em ạ. Đó. Mới một thôn Na Léng thì đông nhất hơn 90 hộ. Pù Mò thì hơn 70 hộ. Đấy. Toàn đồng bào La Chi. Ở đây ngày xưa thì hay lắm, ngày xưa chưa có con đường này này. Chưa có con đường đây thì người ta chỗ này không đi bộ được. Ở trên này thì là lấy cỏ ngựa lấy dây thì mới ngồi trên này ngắm xuống. Ngày xưa nếu mà cũng điện cũng chưa có thì cứ buổi sáng sớm về đây thì nghe tiếng gõ giá gạo ấy, tiếng giá gạo với gà gáy, giá gạo nó cứ bắn tông con long tông con long. Đấy. Bây giờ thì có điện họ dùng máy sát hết, không nghe thấy tiếng đấy nữa rồi. Ngày xưa đi bộ từ đây ra Vinh Quang để mua mắm mua muối về ăn. Đi bộ 4 tiếng dưới thì đến chợ. Xong ăn một bữa cơm say rượu lại về tối 7-8 giờ để về đến nhà. Đi bộ. Để nốt thang lên rời nhá. Bắt đầu lòi ra rồi kìa. Đấy. Nốt thang lên rời nhá. Với trái tim với hương thần của Bản Phùng anh em ạ. Đấy mặt trời bắt đầu, tầm này bắt đầu ra đấy. Tầm giờ này mặt trời mới lòi ra nha các bác nha. Bây giờ em cũng không biết là mấy giờ ấy. Mấy giờ rồi anh ơi? 6 rưỡi à? 6 giờ 10 đấy. Khoảng 6 rưỡi thì mặt trời nó lòi ra anh em ạ. Đây thế. Chứ không phải sót ruột đâu, cứ bị từ từ bình tĩnh. Được khoảng khắc đẹp thì do ăn ở mà. Nên một số các cụ cứ 4 giờ là dậy lò mọ. Đây là thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Tất cả cái nhà ở trên ruộng dưới đây là
tổng cộng là 68 cái nóc nhà. Và hôm như ở dưới đề gần đây, gần chỗ cái đỏ đỏ đấy, đây là trường học, điểm trường thôn Na Léng, xã Bản Phùng. Tất cả ở đây là 100% là dân tộc Lai Chi các bạn ạ. Do hôm nay là trời đêm đêm mưa nên là họ chưa ra gạt. Nếu mà nắng thì cái chỗ vàng kia là bà con ra gạt rồi. Đấy, cái chỗ kia cũng gạt gạt một tí rồi. Đấy. Ở trên bản này đi mưa. Cứ lúc nào mưa thì lại có kẹo bông các bạn ạ. Đấy, đây là một trong những khu du lịch, khu ruộng bậc thang quốc gia đẹp nhất Hà Giang. Không được đưa vào di tích quốc gia ruộng bậc thang Bản Phùng. Đồng bào Lai Chí là có nhiều phong tục tập quán khác nhau ấy. Tháng sau là bắt đầu ăn cơm mới, từ lúc cấy đến lúc gạt thì qua nhiều giai đoạn lắm. Lúc bắt đầu cấy thì họ cúng gieo mạ này, cúng gieo mạ là bao gồm cả đấy là mùa đổ nước đấy, họ cúng gieo mạ. Xong đến lúc là cấy xong hết rồi, không còn nhà nào, không còn một tí nào nữa thì lại cúng cúng một lần nữa. Đấy. Bắt đầu đến tháng sau thì bắt đầu ăn cơm mới. Ăn cơm mới thì dân tộc ở trên này thì họ có trò chơi nhân gian, đi đi đu dây, cái gọi đu dây ở rừng, lấy kiếm cái dây ở rừng ấy, dây to, xong là kiếm một cái cây nó to, xong là trèo lên buộc chác vào, xong là đu trai gái vào được vào đấy chơi. Xong nắng đu xong trong vòng 3 4 ngày đi về gạt. Gạt xong là phơi thóc khô hết rồi thì bắt đầu cất vào kho. Cất vào kho là cúng, cũng gọi là cúng khóa kho. Đấy, dân tộc Lai Chí gọi là cúng khóa kho. Cúng khóa kho thì cũng bình thường thôi. Gọi tất cả anh em làng xóm về cùng thịt lợn, thịt gà, uống rượu. Còn cúng cơm mới thì nó lại khác. Cúng cơm mới thì tất cả dân tộc phải cúng trong vòng 1 ngày cơ, không được qua ngày thứ hai. Ngày ngày thứ hai từ 12 giờ đêm sáng đến 12 giờ đêm tối, không qua 12 giờ đêm tối là lại cúng được. Không có đến đấy đâu, anh quay từ đây đến nhà trường cơ cơ. Ở trên này nó cao mà nó không nhìn thấy đường đâu, mà đến đây mới nhìn thấy cơ. Đấy. Đấy 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 cô đấy, và là chỉ cúng cơm mới ở đây thì nó như chủ nhà ấy. Cúng cơm mới thì bao gồm có cả gạo nếp mới này, lấy sáng sớm ra đấy thì bà chủ chủ hộ bà chủ ấy, không phải là chủ mà bà chủ nhà ấy, sáng sớm không được nói chuyện, không được tiếp xúc với ai, không được gặp ai nhá. Lấy một cái liềm này với một cái điệu ấy, cái điệu như kiểu nó như kiểu củ táo đấy, nhưng mà là gì ở đây họ điệu cái điệu bằng bằng tráng, bằng cái đầu bằng tráng cơ, không không điệu bằng vai đâu. Thế bà chủ nhà đấy sáng sớm dậy sớm đi vào chọn những cái lúa nếp mà nó trồng sẵn rồi, trồng sẵn để chuẩn bị cho cơm mới mà. Đấy, lặng lẽ đi vào đấy chọn những cái bông nào tốt.
Đẹp đẹp. Một vòng tròn luôn nha anh em nhé, không phải 360 độ nha. Nhầm xin là mức rồi. Không, anh lên đến nhìn phía ủy ban cái là anh đỗ lại anh xuống luôn. Nó rẽ vào thế là. Thế anh đến cái ủy ban chủ xuống cái xuống ủy ban cái là anh xuống luôn. Thế anh hỏi thăm là chưa thấy đoàn nào xuống cả. Thế anh đang ở lễ hội đây, đợi còn em đây. Nhớ nhìn nhau nha, bắt đầu. Đẹp lắm đấy. Rồi, chuẩn bị nha. Cứ việc ai ấy làm thôi. Mày giả vờ lấy kéo cắt được mà. Là chỉ diệt thổ cẩm anh em ạ. Thôi mọi người cứ tập trung làm nhá. Quay chỉ quay tơ cái thì cứ quay giả bộ. Thank you.
là chỉ kéo sợi.